Đấy. Cáp chuyển Type C sang 3.5. Đây, nhãn hàng Samsung. Quất luôn hai chiếc. Đấy, đã nghe thấy trong tai nghe rồi. Đấy. Ok. Thử thêm cái nữa nào. Mình với chị của nó, so sánh chị với em, so sánh em với chị, sai lầm rất lớn. Các bạn mà so sánh là tụi nó ghét nhau đấy. Cứ cái gì bị mang ra so sánh là tâm lý ích kỷ so bì nó vận hành. So bì nó vận hành thì ích kỷ nó vận hành, và từ đó tụi nó ghét nhau. Lưu ý nha. Nên đừng bao giờ so sánh nó với đứa trẻ khác. Mà chúng Đấy, nhận luôn rồi, nó đã âm thanh rồi. Đấy, nghe rất tốt, cả hai tay đều ok.